nhớ là FIFA 23 còn lâu mới có như thế. Muốn trải nghiệm được giải V-League và có những cầu thủ trẻ như thế thì chúng ta nên vào bet 6. Và bây giờ tạm dừng nhạc để đến với trận đấu đá lại bán kết 2. Lượt đi, sân nhà đó là Chicharito hàng đầu má gặp ngay phải dân chơi bố đời, à bộ đội sorry. Ok, có vẻ như không lag nữa rồi, tấn công rồi vào phát vồ vập ngay, không cần dạo đầu à. Ờ, vẫn chưa mượt lắm, mạng vẫn hơi lác lác dành cho hạt đậu má, nhưng không sao cả. Dani Alves, wow, lối đá khá lạ lùng, tấn công siêu cánh đến từ anh chàng bộ đội này. Ồ, sút luôn à. Alves dốc vào, quay người dứt điểm, không vào. Tiền đạo trẻ, siêu trẻ, siêu trẻ, Jean-Marie Dongu. Jean-Marie Dongu của đó là đào tạo Barca. Ồ, thôi xong rồi. Suarez, sút đỏ, không vào. Và điều khiển thủ môn rất thông minh đến từ Chicharito hạt đậu má. Hai cơ hội liên tiếp, đầu tiên là tiền đạo trẻ Dongu, sau đó là Suarez thu thỏ. Dani Alves, bộ đội khi không lag anh đang áp sát khung thành và quăng ra. Buffon ơi, tôi thương anh quá, anh già rồi mà đối phương vẫn không tha cho một chút nào cả. Trẻ không tha, già không thương, và đánh đâu. Những pha sút như búa mổ đến từ các anh chàng sức trâu, tuổi trẻ sức trâu của Barca, khiến cho anh già Buffon phải cản phá rất vất vả. Sau những phút vừa rồi dồn nén, bây giờ phải nói rằng bung hết ra đi nào. Chicharito hạt đầu má, quấy ơi, chuyển hơi xấu. Rakitic, Suarez đi bóng cực dẻo, có vẻ nhanh đang mang đội trưởng. Dưới cánh này là Dongu, Mascherano, Rakitic. Lối chơi rất hay và rất điệu. Hàng thủ vẫn là vững đến từ Juve. Một thế trận giống y như trận đấu bán kết C1 vừa qua vậy, cũng Juve với lại Barca. Và Barca là đội một tờ bóng, à đó là trận chung kết nhầm, đó là trận chung kết của C1. Juve vẫn là đội bóng thủ, còn Barca tấn công liên tục. Tevez, dứt điểm. Ôi giời ơi, dứt điểm kìa, trông như một đường chuyền thì đúng hơn. Hơi buồn dành cho Chicharito hạt đậu má, áp sát được khung thành rồi, không tấn công, à không sút vào. Mascherano đang đá hậu vệ phải, trong khi đó Dani Alves lên làm tiền đạo tấn. Neymar, wow, và giữ bóng thân sầu. Cú dứt điểm vẫn không vào. Nhân vật chính đang là Buffon. Những pha dồn thành, dồn nén, gọi là hãm thành liên tục đến từ bộ đội. Và bộ đội hay là bố đời đều được, anh đang đá như bố đời luôn. Chọc khe lên, Tevez không hề việt vị. Và đi bóng này hơi khó rồi, tạt bóng, đánh đâu. Vào, điều gì đến cũng phải đến. Tấn công nhiều không ghi bàn thì đó là vua sư tử, Llorente. Và tấn công quen thuộc, chiều cao 1m95 đã giúp cho Llorente bật cao hơn tất cả. Và đánh đầu, chạm xa ngang bật ra. Cú sút thứ hai, tỷ số là 1-0. Chicharito bất ngờ dẫn trước với tỷ số 1-0. Quá hay dành cho Chicharito. Đúng là đẳng cấp bản lĩnh của một người cao tuổi, vị lão thành của cách mạng mà. Tạt tiếp, đánh đầu. Bây giờ chuyển sang là Takarada rồi, không phải phối hợp cái quái gì cả, đơn giản thôi, dốc cánh tạt vào. Và vua sư tử Llorente sẽ là người giải quyết hết. Neymar, trong khi đó bên kia vẫn Tiki Taka, vẫn kỹ thuật, vẫn dẻo, vẫn đi bóng vào. Và Mari Dongu thì sao? Rakitic, cú sút, chưa sút, quăng đây rồi. Ôi, quân mình bắn quân ta. Một tình huống lại rơi bông ra của anh chàng Dongu, cản hướng sút của đồng đội. Và phản công dành cho Tevez, đồng đội Tevez cầm bóng phản công. Chicharito lên, đây rồi, quá đồ Azamoa, Moa, 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 Moa,
rồi. Cắt đầu ai ra, Moa vừa rồi là có tình huống chuyền bóng ra rất bình tĩnh, nhưng Tevez vì quá lùn, chân ngắn đáng yêu rồi, chân ngắn không hề có tí nào, chỉ có điều đáng yêu, đánh đầu không vào. Bây giờ tiếp tục là Tevez, chân ngắn, ngắn nào, hai chân ngắn nhưng chân giữa thì sao? Chân giữa cũng ngắn rồi. Well, if possession won matches, we'd be going home now, but it doesn't. It's suýt nữa tỷ số là 2-0 với một tình huống áp sát khung thành qua đồ Azamoa. Và bây giờ tiếp tục là Azamoa, Moa. Tiếp tục Lorente. Azamoa. Wow, những pha phối hợp thân sâu. Vua sư tử qua người, chuyền ra bên trong. Quả thực bộ đội đang gặp rất nhiều vấn đề. Bộ đội quả này gặp cướp rồi. Bộ đội bây giờ gặp cướp rồi. Bộ đội vẫn thua cướp này, hỏng rồi. 1 phút 1 giờ hiệp 1, chọc khe. Chưa được. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Matri. Vâng, anh chàng gọi là sụt chùm chỉ Matri. Lại là Azamoa. Quá hay. Vừa chạy bóng lại vừa hồn hồn thế này. Ai mà không yêu được chứ. Vô cùng đáng yêu. Kiên. Rất nguy hiểm. Như vậy là hiệp đầu thứ nhất kết thúc với kiểm soát bóng không nhiều nhưng cơ hội đến rất nhiều dành cho Chicharito hạt đậu má. Và chính anh là người đã ghi bàn mở tỷ số trong hiệp thi đấu thứ nhất. 1-0 là nghiêng về Chicharito. Hơi hỏng rồi. Nhìn tỷ số rồi. Phải chắc chỉ nhìn tỷ số trong game thôi chứ không đúng được nữa rồi. Thiết kế cái bản patch này suốt ngày để mấy hình em gái hot cute này trông mà nói rằng em này tôi không thích lắm. Toàn cái hình gái này mà mỗi cái em này thôi nhìn rất bình thường, dáng như để kiểu bà tưng hoặc là Ellie Trần hay khác không các bạn nhỉ. Nhảy đây thôi, đây là server riêng của PRF6 Online. Các bạn này vào Facebook theo dõi để đang cần sự đóng góp của anh em. Nơi cảm xúc đang hoa, thắng là niềm vui. Thua không cú, ăn tay thì thù là chủ yếu của nó. Đấy chính là chất đại lợi của những đoàn thành viên. Các bạn phải hiểu đó là đá cái này phải dùng dung cu thịt nhiều. Quẩy dung cu thịt mà lại còn để mấy cái hình kiểu cu te nhìn hot girl kiểu này không thích lắm. Tròn vòng, đây rồi. Và xem kết quả. Rồi vào xem kết quả rồi bình luận sau. Và tỷ số vẫn đây là 1-0. Chicharito sang hiệp thi đấu thứ hai có lẽ đang chuyển về sơ đồ đội hình gọi là 901. Sẽ đá siêu thủ trước cái sự tấn công rất khủng khiếp đến từ anh chàng bộ đội. Một đèo rồi, thôi hỏng rồi. Như vậy Chicharito sau bao nhiêu thời gian thẩm du lùi hết về đội hình của mình nhưng mà không thẩm được. Đối phương đã mơn trớn, cậy được cái khe ra. Có lẽ quần thủng đít. Quần này tôi đề nghị rằng là xịt thủng, xịt rách đến từ anh chàng Chicharito. Nên về xem xét lại. Nhưng không sao cả, tỷ số là một đèo. Và trận đấu lượt đi cũng sắp sửa kết thúc rồi. Còn lại một ít phút nữa thôi, hiệp thi đấu thứ hai sẽ kết thúc. Ồ, tỷ số ảo. Ồ, ảo quá, hình như là 2 à. Phải 2 không nhỉ? Hỏi chấm, ảo quá, ảo quá. Lát còn 99 rồi. À đâu, như là kết thúc rồi. Một đèo. Hết chưa nhỉ? Hết chưa. Ao thử phòng xong vào lại xem thế nào. What the foul? Put your hands up for Detroit.
Vâng, rồi ok. Ông nào đã chơi penalty này? Đề nghị các dân chơi khác ra ngoài đi nhở? Lạc quá. Như vậy là tất cả những nỗ lực của Chicharito trong trận đấu đầu tiên đã không thể bảo toàn được tỷ số 1-0. Thay vào đó, đó chính là bộ đội với lại họng súng của mình. Chắc là cũng ăn cắp ăn trộm súng của đơn vị sếp mà. Đây rồi, trận đấu thứ hai. Trận lượt về của bán kết số 2 sắp sửa sẵn sàng. Đấy rồi, tôi mong chờ rằng trận đấu lượt về này của trận bán kết 2 sẽ ngon lành. Tạm dừng nhạc bởi vì trận đấu bắt đầu rồi. Lượt về bán kết số 2, bộ đội cùng với lại Chicharito bắt đầu. Bộ đội bên tay trái trang phục áo lởm của bên phía Barca bởi vì lại chọn bằng L1 rồi. Tôi bảo bao lần rồi, chọn bằng mũi tên mà. Chọn mũi tên thì tôi mới không bị nhầm màu. Bây giờ thì tỷ số vẫn đang là 1-1. À, có vẻ như khá là ổn đấy. Như vậy đây sẽ là tỷ số mà của trận lượt đi sẽ áp dụng luôn cho trận đấu này. Nhìn hay đấy, mặc dù đây tỷ số bị lác thôi nha các bạn nha. Tỷ số 1-1 nhưng đây tỷ số của chung cuộc, tổng tỷ số của ấy là cơ hội Messi. Như vậy là Storari, không phải là Buffon nữa. Buffon trận đấu ngày hôm nay chắc là đang phong độ xuống, vợ bắt đi chợ rồi. Tiếp tục tấn công Messi đi bóng rất dẻo. Ngôi sao sáng nhất là Messi. Pogba áp sát không thành. Pogba đang là tiền đạo. Pereira đang chạy cánh. Sanchez lên sáng đấy nhỉ. Cẩn thận nhá, rơi vào bẫy của bộ đội đấy. Hạ đậu má, cẩn thận nhá, lên cánh. Asamoah quăng dây, dứt điểm. Cái đầu, lắc cái đầu cho sạch gầu. Một anh chàng hậu vệ của Barca đã sử dụng quả đầu của mình rất tốt. Neymar phòng thủ tốt đến từ Obona. Obona là một thời đã từng là một trung vệ mà rất được ưa thích đến từ FIFA 23. Cái thời mà tôi mới bắt đầu chơi thì tôi thấy Obona khá đắt đấy. Và đây là Pogba, đi bóng dẻo thế nhá. Pogba dứt điểm. Và cứu thua tốt đến từ thủ thành, đó là Ter Stegen. Well, if possession won matches, we'd be going home now, but it doesn't. It's goals. Phạt góc đến từ Pirlo. Tổng tỷ số của lượt trận lúc này vẫn đang là 1-1. Đánh đầu. Tỷ số trận lượt về là 0-0.
Nhưng lúc này đây tổng tỷ số đang là 1-1 và lợi thế vẫn đang nghiêng về đó là chàng bộ đội. Tình thế giống y như của Bin với lại trận đấu của Messi. Những trận lượt về này Bin thì đã là người ghi bàn 3 bàn thắng, còn khi đó bộ đội thì sao? Quang Dây không vào và Quang Dây đúng vị trí thủ môn. Anves giết Messi, vắng đội trưởng chứng tỏ giá trị. Và đệm lòng chân trái rất quen thuộc của anh, vuông R2 hay còn gọi là ZD của FIFA 23, cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng. Và kịch bản của trận đấu bán kết 1 đang diễn ra. Tái lập rồi đây. Đây là Pogba. Thôi rồi, đúng là trên sân nhà. Đây là Nam Cu, sân nhà Nou Camp, đồng ngược là Nam Cu. Trên sân nhà Nam Cu của bà xã thì chính bà xã là người đã quẩy tốt. Và là bè Messi, lại là Messi. Wow, quá dẻo. Lại là Quang. Chưa Quang dày. Wow, dẻo thế. Rất khó chịu những pha đi bóng kìa. Giống y phong cách của Bin. Nhưng bộ đội bây giờ đang là cao thủ số 1. Bin bây giờ cũng rất là chỉ đáng xanh dép mà thôi. Chuyền. Rất dẻo. Neymar. Quang dày. Thủ môn vẫn là người đã bắt tốt. Đánh đầu. Đá bác xa mà chơi phản góc đánh đầu là sai lầm rồi. Lấy bóng. Đây là Pogba. Pogba đã cắm. Dốc cánh luôn. Nhưng theo sát đó là Pique. Chạy làm sao mà thoát được đây. Pogba chạy khỏe gấp nhỉ. Chiếc lồ. Pereira. Oh. Chicharito đang có những tình huống hơi bị cuồng loạn rồi. Tỷ số Trung Quốc đang là 2-1. Còn trên sân đấu lượt về lúc này đang là 1-0 nghiêng về Barca. Phối hợp. Chuyền sai lầm. Matthew. Rakitic. Pedro. Dầu nhờn Petrolimic. Qua người. Không được. Những tình huống cướp bóng ngay trên phần sân đối phương. Lối chơi pressing đang mang lại lợi thế rất lớn dành cho bộ đội. Nhưng Chicharito vẫn chưa đầu hàng. Anh sẽ phải khắc Messi. Messi đấu với Bin thì đã đầu hàng rất sớm. Còn Chicharito thì sao? Hạt đậu má tan cánh. Đánh đầu. Tiếp tục là anh Pogba. Ồ kìa. Để vét. Vét ơi. Vét gì? Vét rồi. Không được. Ter Stegen ôm bóng quá đơn giản. Anh chàng tê vét này vốn chỉ quen vét máng với vét bát vét đĩa thôi. Còn vét bóng ở trên sân lúc này làm sao mà vét. Pedro. Phối hợp kìa. Đúng chất Tiki Taka. Di quy cá. Ra cánh. Alcantara. Rafinha. Anh của Thiago. Dứt điểm. Con. Những pha tấn công rất khó chịu. Liên tục khiến cho Chicharito hạt đậu má. Cuống và cuống. Rakitic. Phạt góc dành cho Barca. Đây là bộ đội. Chuyền. Chuyền ra. Chưa có ai cả. Loạn thế không xuất anh hùng. Loạn thế chỉ xuất ra dòng sữa chua màu trắng đục. Neves. Vét được không? Vét luôn. Vét luôn. Léo này. Ui. Gặp ngay phải đó là hậu vệ Mascherano. Tiếp tục là Pirlo. Pereira. Chicharito đang có tinh thần thi đấu rất cao. Dù anh đang bị dẫn trước, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần ghi một bàn thắng thôi thì mọi việc sẽ trở lại trong tầm kiểm soát của anh. Hiệp thi đấu thứ nhất sắp sửa kết thúc. Bộ đội vẫn đang tiếp tục cái đà hưng phấn của mình. Chọc khe lên. Chưa chuyền. Rakitic đi bóng cũng rất là dẻo. Nhưng hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc rồi. Giải đấu tứ hùng bán kết 2 trận đấu lượt về. Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà đó là bộ đội, với pha biểu diễn kỹ thuật trong vòng cấm rất tốt của Messi. Mong rằng hiệp thi đấu thứ hai sẽ không bị lag nữa. Trận đấu trước rồi lượt đi thì hiệp thi đấu thứ hai bác bị lag, trận này thì thế nào?
chưa kìa. Vâng, hiện tại đây đang trận đấu bán kết số 2. Trận đấu bán kết 1 thì Min Dang Tomi đã là người vượt qua được Messi tài phạm. Và Min, cao thủ một thời, bây giờ đang tìm lại đẳng cấp sau khoảng thời gian gác cúng gác cùi cùi thịt, chuyển sang cầm cùi cùi điện đi đánh nhau. Bây giờ ông quay trở lại cầm cùi cùi thịt để lên quẩy cùng anh em Min và những người bạn. Còn trận đấu thứ hai, bán kết thứ hai này giữa bộ đội với lại em chàng Chicharito Hà Động Mái, có vẻ như tất cả mọi kết quả sẽ không còn điều gì khác nữa rồi. Tỷ số vẫn là 2-0 và bộ đội vẫn đang thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Trận chung kết 15 phút nhá. Đề nghị những ai mà làm chủ host trận chung chung kết thì hãy chú ý 15 phút có được hiệp phụ và penalty. Đây, trận đấu lượt về rồi. Trận đấu lượt đi như vậy 2-0 rồi, lượt đi là hòa 1-0. Lượt về sân nhà đó là bộ đội đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Úi dồi, ngày hôm nay tôi nhìn thấy khá nhiều những huyền thoại. Có Tom Candy này, có Pin này, có ABC này, có cả cô bé nữ tướng Triệu Linh này. Còn ai nữa không nhỉ? Mr. T. Vâng, Mr. T vào đây đá tí. Đá TTH vô thần. Có bộ đội rồi. Hedwin thì không biết là ai. Messi cũng đã từng là một trong những cao thủ.